xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Mai quyết định sẽ nấu thử một cái món, đó là Mapo Tofu cô chú anh chị. Là cái món đậu hũ Mapo á. Món này là món của người Hoa ha. Ở đây thì Mai có đậu hũ soft tofu nè. Ở đây Mai có một cái gia vị, cái gói gia vị Mapo Tofu. Đây, cái gói gia vị này để nấu cái món Mapo Tofu Mai order ở trên cái ứng dụng Wii đó cô chú anh chị. Rồi Mai có thịt bằm nữa nè cả nhà. Thịt bằm này thì thịt đáng lẽ mình phải nấu thịt heo, nhưng mà Mai có thịt gà, gà tây á cô chú anh chị, thôi thì Mai nấu tạm thịt gà tây thôi, chứ tại vì có gì nấu đó thôi cả nha. Mai sẽ tận dụng cái món thịt gà tây này để Mai nấu cái món Mapo Tofu nha. Đây là cái gói tàu hũ nè cô chú anh chị. Mai nghĩ là Mai sẽ cắt nó ra. Mai cũng nghe nhiều người nói đó là nên luộc tàu hũ trước, mà thật sự là Mai cũng khá là amateur trong cái chuyện nấu nướng này, nên là Mai không có biết là có nên luộc trước hay không. Chắc Mai nghĩ là luộc trước nó sẽ ngon hơn ha. Giờ Mai lấy nước để đi luộc tàu hũ trước cái đã. Trong thời gian đó để Mai xé cái gói này ra coi thế nào ha cô chú anh chị. Lần đầu tiên Mai làm luôn, Mai cũng rất là tò mò. Nó là như vậy nè. Thì ra là gia vị của nó là nó cái ớt cay hay sao đó cô chú anh chị. Chắc Mai nghĩ là chút xíu Mai sẽ phải tự nếm lại gia vị cho nó vừa ăn ha. Nước chuẩn bị sôi thì Mai bỏ vô một chút muối ha cô chú anh chị. Sau đó thì mình bỏ tàu hũ vào luộc. A few minutes later. Đây, để tàu hũ sôi chừng vài phút thì Mai tắt bếp, Mai đổ ra cho nó ráo nước ha. Đó, sau đó thì Mai sẽ đổ dầu vô, định phi một chút hành tỏi nè cô chú anh chị. Tỏi. Đây, hành tỏi thơm rồi Mai cho thịt gà vô. Đáng lẽ là thịt heo á, nhưng mà Mai không có thịt heo, Mai sử dụng bằng thịt gà tây ha. Mai thì nghĩ đơn giản thịt nào cũng vậy thôi à. Đó, Mai sẽ nêm đây một chút bột nêm ha cô chú anh chị, để cho cái thịt gà mình nó thấm á. Trời ơi, Mai nghĩ sao làm vậy thôi à. Đây, sau khi mà thịt gà chín rồi đó cô chú anh chị, chín sơ sơ ha, săn lại rồi thì Mai sẽ cho cái sốt của Mapo Tofu vô ha. Cái này giống như là trong này nó có mã là đó cô chú anh chị. Mai nghe cái mùi là Mai biết rồi, tại vì Mai ăn nhiều cái đồ ăn của Trung Quốc á, từ ngày mà quen cái cô bạn đó. Mã là một cái gia vị mà nó cay, nó làm tê cái đầu lưỡi của mình đó cô chú anh chị. Hấp dẫn ha. Đó, Mai nấu cho nó thấm rồi thì Mai đổ miếng nước vô, để cho chút cái đậu hũ nó vô nó sệt sệt đó cô chú anh chị, nó sẽ ngon ha. Chứ mà còn nó không có nước á thì nó thiếu cái độ sệt ha. Đó, Mai thấy là nó nước gì là đủ rồi ha. Mai cho một cô chú anh chị nào mình nếm cho nó vừa ăn ha. Sau đó thì Mai cho một muỗng bột bắp vô nè cả nhà, để cho nó sệt lại ha. Mai sẽ đổ tàu hũ vô. Tàu hũ lúc nãy mà mình luộc rồi á cả nhà. Mình đảo cho nó thấm ha. Cái này á, mà nếu mà mình nhà mình mà người lớn ăn á thì mọi người rắc một miếng hành lá vô rất là ngon ha. Nhưng mà do nhà Mai là trẻ con ăn, hai đứa con của Mai nó ăn á, Mai không có bỏ hành lá. Cũng muốn bỏ lắm mà không bỏ ha. Mấy ngày mình bỏ miếng tiêu vô cho tới thơm cũng được. Tại nhiều người cũng hỏi Mai là có hay bỏ tiêu hay không á. Nhưng mà nhiều khi Mai không bỏ tiêu là tại vì nhà Mai á, con Mai nó không thích ăn tiêu, mà ông xã Mai cũng không thích ăn tiêu nữa cô chú anh chị. Đó, ngon chưa? Hấp dẫn. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà ha. Mai không có hành ha, thì Mai để một miếng hẹ vô. Không để vô thấy nó không có đẹp cả nhà ơi. Đó, cô chú anh chị thấy cái món Mapo Tofu của Mai không? Mapo Tofu của Mai rất là ngon ha cả chú anh chị. Hấp dẫn quá. Ngon ơi là ngon. Mai sẽ đem đổ ra tô. Mà mọi người nhớ nha,
nếu mà làm đúng là cái món là món thịt nạc heo ha cô chú chị ha, thịt thịt xay á, nhưng mà do là Mai không có nên thành ra Mai lấy cái thịt gà xay thôi, mà nó cũng ngon lắm cả nhà. Thử theo công thức của Mai đi cả nhà, tại vì á hả Mai cứ mua cái gói gia vị của Trung Quốc đó về là làm là ngon rồi, chứ không có cái gì mà khó khăn đâu. Mai từ một đứa không biết nấu ăn mà còn nấu được thì cô chú anh chị đó giờ nấu ăn giỏi rồi thì có gì đâu mà khó ha. Đó, Mai mà còn làm được thì mọi người kiểu gì không làm được, ngon không cả nhà, hấp dẫn lắm. Thật ra cái này ăn rất là ngon luôn, ăn hâu cơm lắm nha. Ngân thì nó thích món này lắm. Lên xuống ăn ma phô tofu nè con. Đây cô chú anh chị, Mai thì xới một cái chén cơm này đây. Nó chưa ăn thì Mai ăn ha. À, ngon không cả nhà. Đó, thấy không? Bữa cơm chỉ đơn giản vậy thôi. Ui giời ơi, hấp dẫn quá. Mời cả nhà ăn chung với Mai nha. Mai cũng lần đầu tiên ăn món này á, nhưng mà Mai ăn, Mai nấu thử thì Mai thấy ngon nha. Ngon quá. Tại con của Mai nó thích ăn Ngân á, nên thật ra Mai phải nấu cho nó ăn. Nó cứ đi ra hàng này, nhà hàng nó gọi cái món này nè của chính chị, nên thành ra Mai thấy ở trên mạng á, trên cái ứng dụng Wii đó nó có bán cái gia vị này, nên Mai mua về Mai nấu thử mà công nhận nó ngon thiệt. Thơm cái mùi mã là cây cây the the rất là ngon. Còn nó ngon dã man của chính chị. Ngon quá. Ngoài trời đang mưa nữa chứ, ăn cái món này đúng hết bài luôn. Bảo đảm là Ngân nó sẽ thích cái món này. Nếu mà cô chú anh chị nào thích ăn cay á, thích ăn gia vị của người Hoa, thích ăn cái gia vị mã là đó mà tê 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 cái đầu lưỡi á, thì ăn món này chắc chắn là ngon. Nó giống như là cái hộp vậy cô chú anh chị, nó giống 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 cái hộp tiêu nó tròn tròn, mà không phải hộp tiêu nữa, trong thì nó rỗng. Hồi xưa lúc mà Mai mới thử ăn cái món này á, Mai cắn một cái Mai tê là Mai ghét lắm, là Mai không thích ăn cái này, nhưng mà bây giờ càng ăn càng thích càng nghiện. Trời ơi nó ngon. Không ngờ là nó ngon vậy luôn á. Ngân, mẹ có mã là, mẹ có tofu, mapo tofu rất là ngon luôn Ngân. Tofu. Why? Cause I just love it. Nói gọi đầu xong mới cô chú. Ngon quá. I did it for her. You try it. Want to try it? Mày hỏi số muỗng mới ăn thử không? So good. Nóng không? Nóng nhưng mà nó ngon. Ngon lắm 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 luôn. Ngon. Cay. Cay hả? Ok, để mẹ lấy cơm cho Ngân. Hai cái đứa này nó làm cái trò gì hết trời ơi. Quá trời ngon. Rồi ngồi ăn đi. Cái bụng ha. Ok là. Ok là. Trời ơi trời, cái này mà Mai nấu cho Linh chứ là nó thích lắm luôn á cô chú anh chị, tại vì nó là người Trung Quốc mà. Lần tới Mai sẽ nấu cho nó ăn thử thì coi nó chấm mấy mấy điểm ha. Ăn vậy mà đòi ốm sao được hai cô chú anh chị ha. Ăn đi. Why did you do it? Coi giống bà khùng không? What about it? Something wrong with you looking at? Ăn đi, ăn thử đi. Ăn thử cho mẹ ý kiến coi ngon không? It's spicy. Good. That's the way they do. Good, right? Better than the restaurant. Right foot levitated. Really? Muốn ngon hơn nhà hàng không? Dạ. Ngon hơn luôn. Con cho món này mấy điểm? 10. 10 điểm luôn. Nó cũng ngon hơn nhà hàng luôn cô chú anh chị. I like it, but it's very spicy for me. Mũi nó thích. Mà nó cay quá. It's different seasoning. Xíu mũi. That's in mã là from China. It's spicy. Of course it's spicy, it's from China. Trời ơi, trời ơi, sạch rồi. Last time I wanted to think about what you did.
Không à. Mai có ăn nữa không? Ngày mai có ăn cơm với này nữa không? Ăn nữa hả? Ăn ngon hơn nhà hàng luôn hả? Ngon không? 10 điểm ha, ăn ngon hơn nhà hàng. Nhưng mà gần giống cùng. Không biết mất gỡ. Looks good. Look good, okay. Ngon quá ha. Quá trời ngon luôn, mẹ cũng thấy nó rất là ngon luôn. Mẹ không ngờ là món này nó lại ngon như vậy luôn á. Nhưng mà nếu cô chú anh chị nào mà chưa có ăn quen cái gia vị của người Hoa thì sẽ rất là khó chịu, rất là ghét nó luôn. Giống như lần đầu tiên của Mai vậy đó. Mày thử cái lẩu xong của người Hoa đó, cái mày cắn vô cái nó bị tê cái đầu lưỡi, là mày ghét nó hẳn luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ là Mai quen cái gia vị này rồi, mày ăn mày cảm nhận được cái nó, cái sự ngon của nó, và mày cảm thấy cái mùi thơm của nó cô chú anh chị. Chứ là còn lần đầu tiên này nọ thì trời ơi ghét lắm ha. Mà thường là nhẹ cô chú anh chị, cái gì mà mình ghét á thì khi mà mình quen rồi á, mình sẽ rất là thích nó. Nếu mà mình thiếu nó là mình chịu không có nổi, giống như ăn ớt vậy đó. Nếu mà ai mà mới ăn cay lần đầu tiên á thì sẽ không có chịu nổi ha, rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà mình ăn quen cay rồi đó, mà nếu không có ớt thì sẽ không ngon. Nó là như vậy á. Ngon. Quá trời ngon luôn ha. Công nhận cái này là có hai mẹ con mới ăn thôi đó, chứ còn ông xã Mai đã hồi bó tay rồi. Xí muội là cũng bó tay rồi, xí muội mới ăn thử miếng là xí muội nó cay quá còn ăn không có nổi. Đó, ông xã Mai chạy xuống rồi. Mưa lớn lắm cô chú chị, ở khu nhà Mai mưa lớn kinh khủng luôn. Sạch chén, sạch dĩa, sạch chén, sạch dĩa. Đây Mai cho cô chú chị đi coi cái trời mưa bên nhà Mai nè. Trời ơi, nè mọi người nhìn thấy không? Cái đất nhà Mai nè. Mưa lớn ơi là lớn luôn, mưa mà nó hả, cái cây, mấy cái cây bông của Mai á là nó rủ ra trơn, nó tội nghiệp, nó dễ sợ luôn. Mưa dã man. Đây Mai lấy cái bắp này Mai đi làm cho ông xã Mai ăn. Này, ông xã Mai thì ăn cái Caesar salad cô chú anh chị. Tội nghiệp ăn ăn kiêng, ăn lẹ đang ngon, cay quá hả? Hả? The aftertaste. The aftertaste like the mala. Yeah. Nó nói là sao ăn xong đó cái vị đó phía sau á là nó bị giống như bị tê cái đầu lưỡi cô chú anh chị, nó không có thích cái vị đó. Bạn xí muội thì nói là cái tàu hũ nó cay quá cô chú anh chị, nên thành ra là Mai phải chiên trứng cho xí muội ăn. Cái bà mèo này bà khóc lóc sùm của chú anh chị. Mai có vẻ là để hơi sớm rồi, dầu chưa có kịp nóng nó đổ vô rồi, kệ đi, lỡ rồi đó. Con gái Mai á nó ăn không hành không ngò, tim không hành không ngò đó cô chú anh chị. Sao xong cơm cho xí muội đấy, chúng chị cơm với lại trứng chiên thôi, xong mà ăn một trái bắp nữa ha, rất là đơn giản. Bỏ điện thoại, bỏ iPad ra con. Ok đó, món này là món khoái nhất của trẻ em ha. Hồi xưa Mai còn nhỏ Mai cũng khoái cái món trứng chiên này lắm lắm luôn á, ăn không bao giờ ngán hết. Đây Mai cũng ăn miếng trái bắp này cả nhà. Mai cũng thích ăn bắp lắm, bắp ở bên Mỹ này nó ngọt mà nó mềm lắm cô chú chị, giống như bắp non vậy đó. Hồi xưa Mai rất là thích ăn bắp non hay không bao giờ thích ăn bắp già đâu. Mọi người nói là bắp già, bắp nếp á nó dẻo. Nhưng mà bản thân Mai thì Mai thích ăn cái bắp non á cô chú chị, tại vì thấy nó mềm mà nó ngọt ha. Rất là ngọt. A few minutes later. Đây Mai gặm sạch trái bắp rồi cô chú chị, Mai rất là thích bắp ở bên Mỹ này, nó mềm mà nó ngọt ha. Mai có thể gặm thêm một trái được nữa luôn á. Không sợ Mai ông tịch thu luôn, ông cũng gặm thêm trái rồi đó. Chắc Mai cũng muốn ăn thêm trái nữa quá cả nhà. Ngon lắm. Mà cũng nhỏ chứ không có bự thôi. Đây cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Mai đã ăn uống dọn dẹp xong rồi. Ông xã Mai thì cứ lùa Mai đi lên cứ muốn vợ nghỉ ngơi. Ví dụ như ổng leo lên lầu á, ổng cuối ngày là ổng muốn leo lên giường ổng nằm rồi, nhưng mà cứ phải kêu vợ đi lên. Hi, water, water. We don't need it. I need it. Alright, I'll bring it on like two hands. Ok, thì ông hay lùa Mai lên lắm. Đó cô chú chị thì thôi Mai cũng lên nghỉ ngơi để em có ông kêu hoài mệt ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.